Ui cái cây này nó dễ sống tới mức chỉ cần một đoạn thân thôi Thả vào trong nước nó sẽ tự mọc ra rễ và cây con Thế mà có bạn bảo trồng trăm lần đều hỏng Bịp thực sự mà riêng cây ấu thái này nha Các bạn nên trồng ở nơi có ánh nắng Nó sẽ phát triển tốt hơn Tán lá xòe ra đẹp hơn đấy